Nay mình sẽ chia sẻ cái nồi canh xương hầm nhé. Ở đây mình đang ninh xương. Trước tiên là để ninh xương thì mình sẽ trần xương với muối đã, mình nước nóng đấy, để cái xương của chúng ta nó sạch. Cho thìa cà phê muối vào, không trần xương, mình nước lạnh. Cho nước lạnh và xương cùng vào với nhau rồi cho chúng ta đun thật nóng lên, cho sủi lên. Rồi sau đó chúng ta vớt xương ra và chúng ta ninh cái nước khác. Trước khi ninh thì mình sẽ xào xương và ướp xương á. Ninh nước khác thành cái nồi xương hầm rất là ngon, thêm những rau củ quả lắm lắm. Đun thật sủi lên nhé, rồi đổ cái nước này đi để hết những cái bọt này ra xa đi hết. Và chúng ta sẽ bỏ xương ra cho để ướp gia vị ra. Rồi bây giờ nó sủi bùng lên như này nhé, thì mình đổ cái nước này đi và mình rửa sạch lại thịt để mình đi ướp thêm cái gia vị. Khi mà thịt mình làm xương này chủ yếu là xương sườn mình làm rất là sạch như này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị vào trước. Nước tương à, đây là dầu hào trước ạ. Một thìa cà phê này, nước tương 2 thìa cà phê. Cà phê đầy như vậy nhé. Ở đây có 500g sườn nhé, nhưng mình không dùng nhiều lắm. Hương ớt ở đây các bạn, dùng cho mình một thìa ăn phở. Muối nửa thìa cà phê. Bột ngọt một thìa cà phê. Bột nêm nửa thìa cà phê. Đường một thìa cà phê. Hạt tiêu nửa thìa cà phê. Dầu ăn 2 thìa cà phê. Cái nón xương hầm này chúng ta ướp đủ gia vị như thế này thì khi chúng ta hầm lên ấy thì ăn nó sẽ rất là ngon. Và chúng ta thêm tỏi, hành tím và gừng vào nữa thì chúng ta sẽ có một nồi nước hầm xương rất là thơm ngon. Đây là một thìa cà phê tỏi, 2 thìa cà phê gừng và một củ hành tím hoặc là củ hành tây nhé. Tỏi, gừng, hành tím hoặc hành tây nhé, những cái nguyên liệu này nó làm cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn. Chúng ta ướp khoảng 20 phút, sau đó chúng ta đi xào xương và ninh xương. Cái màu của nó đã rất là đẹp như này rồi thì nó chúng ta xào và chúng ta ninh nó lên. Nhưng mà cái này các bạn ninh cho mình được 3 tiếng thì tốt nhé, vì nước làm xương hầm mà, thế nên chúng ta ninh được 3 tiếng thì rất là ngon nhé. Ninh được 3 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ cho lấm, cho hành baro hoặc là hành lá và cho giá vào, giá đậu. Và chúng ta ăn cùng thành một nồi nước hầm xương rất là ngon. 20 phút sau mình sẽ đi xào xương này nhé. Khi ướp được 20 phút rồi và thỉnh thoảng mình đảo như này, khi mới ướp mình đảo như này, mình miếng xương nó đã ngấm rồi. Bây giờ chúng ta cho lửa nhỏ thôi để chúng ta xào lên để cho cái gia vị này ngấm thêm vào xương. Sau đó chúng ta cho khoảng 1,5 lít nước và chúng ta hầm cái xương này lên. Hầm khoảng 3 tiếng thì nó sẽ nhừ xương, ăn nó sẽ ngon rất là nhiều.
cho cái gia vị nó ngấm. Chả khoảng 10 đến 15 phút đấy. Nó vừa thơm lại vừa ngấm gia vị vào cái xương. Chuẩn bị lên một cái ô lốc để tí mình đổ vào luôn. Khi mà xào được với nước các bạn nhé, thì cái gia vị nó rất là thơm như này rồi. Giờ các bạn đổ nước ngập nhé, khoảng 1 lít rưỡi nước ấy, để ngập để mình linh. Cho món canh này nó ngon. Cho lửa to để đun sủi lên, sau đó hạ lửa nhỏ cái linh. Cái xương này ra, cái nước này chúng ta lọc, chúng ta chỉ lấy nước thôi. Còn cái cặn này thì các bạn bỏ đi nhé. Này cái nước ninh này thôi. Và cho một cái nồi khác để chúng ta nấu nhé. Thành món súp xương hầm rất là ngon. Bây giờ mình sẽ hé vung lại và mình ninh thêm khoảng 1 tiếng nữa. Hé vung mình cho nó bay nước đi nhé. Cái nồi xương hầm của chúng ta này các bạn ơi, nó nhừ rồi nhé, miếng xương nó róc ra được như này rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cái nồi xương ra và mình sẽ chuẩn bị cái nồi khác để mình làm thành súp nhé. Bây giờ các bạn cho cái nồi khác vào này, các bạn cho giá vào cho mình ở dưới đáy này. Đây mình thích ăn măng thì mình cho thêm ít măng nữa vào, măng ngâm. Các bạn có thể không cần cho măng nhé, đây mình thích thì mình cho thêm vào thôi. Và bây giờ các bạn cho xương vào cho mình nhé. Ở trên thì mình sẽ cho lấm và hành. Còn dưới này thì mình cho xương và măng và giá đậu. Mình sẽ có một canh, nồi canh xương hầm sẽ cực kỳ ngon ạ. Cắt hết xương vào nhé, còn cái nước thì mình phải lọc để lấy phần nước trong, nước trong thôi, không lấy cái phần gia vị. Phần gia vị mà đã nấu lên cạnh gia vị ấy, chúng ta không lấy, chúng ta chỉ cần rồi, mình có cái phần xương hầm cực kỳ ngon này. Bây giờ cho thêm, các bạn có thể dùng lấm đông cô hoặc là lấm đùi gà như này, và lấm kim châm nha, hành bên trên. Giờ chúng ta dưới cái nước lên là được, mà chúng ta sẽ có một lồi xương hầm. Và khi ăn này chúng ta đun và chúng ta cảm thấy nó mà chưa đủ cay, chưa đủ màu sắc thì cho thêm ít tương ớt vào. Đây mình sẽ cho cái nước dùng nhé. Bạn đổ từ từ vào cái dây nọc ra để mình bỏ hết cái phần gia vị này. Đây, thấy các bạn thấy xương hầm nó róc được cả xương này là rất là ngon rồi nhé. Cái phần gia vị này, cặn này thì chúng ta bỏ đi nhé. Bây giờ chúng ta chỉ cần đun sủi cái nước lên là mình đã có cái nồi canh xương hầm rồi ạ. Đây là phần canh xương hầm mình vừa mới làm xong ạ. Đây là mình làm theo phong cách của Hàn Quốc. Khi ăn lại người ta sẽ, như người Hàn Quốc người ta sẽ cho mì tôm này, hoặc là cái miến ấy, như Việt Nam mình gọi là miến ấy,
ta cho món nhúng lên trên này và người ta ăn cùng kim chi và các loại rau dưa muối của Hàn Quốc nhé. À, giờ mình sẽ dừng cái clip này lại đây nhé. Các bạn có thể thì gọi là lẩu cũng được nhé. Khi nấu thì các bạn chỉ cần đun sủi lên và các bạn ăn thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.